gia Tân Bình, Bình Thạnh, Bình Thủy. Quần 7, 3 là mạnh nhất. Quần 7 ông luôn được ghê. Quần 7 là quần 7 Tân Bình lại chạy đường này được hết. Quần 7 lộ trình này, bây giờ Tân Bình mà lộ trình mà đi á, đây đây Úc Tịch, Cộng hòa Úc Tịch, Hoàng Sa, Rạch Quận Vinh, Bùi Thanh Quang, Ngô Thị Nhiệm, trên mạng 8. Lại hết. Cách mạng tháng 8 là cái đoạn mà từ Ngô Thị Nhiệm xuống vòng cây Phù Đổng. Cách mạng tháng 8 là nó cấm tải người ta. Cấm tải, cấm tải đoạn trên này, mọi cái này cái đoạn mà trên dép dép trên trên đó. Còn đoạn mà từ Ngô Thị Nhiệm đổ xuống vòng cây Phù Đổng. Vòng cây Phù Đổng Nguyễn Thị Nghĩa. Cộng lãnh, cộng lãnh lên Quần Diệu, Quần Diệu Khánh Hội, Khánh Hội qua cầu Linh Trẻ. Vui là 25 đó. Còn lộ trình đi, vừa người cáo là lộ trình đi. Lộ trình về lên với Trần Xuân Xã. Đúng rồi, Trần Xuân Xã. Không, lộ trình mua mấy ngày là Nguyễn Thị Thạch, Nguyễn Công Linh, Quỳnh Tấn Phát, Cầu Tân Thuận 1, Nguyễn Đức Thành, Tôn Thắng, Lương Nguyên Hòa, Hội 6, Tân Kỳ, Nguyễn Chổi. Nhiều hoàng nhân hậu quê. Mà năm qua đường thường đặt cũng ghê rồi đó. Không đủ mà. Ủa? Băng qua đường Bạch Đằng đường hả? Phải không vậy? Vậy là hôm bữa kêu là đi chạy Bình Thạnh 2 với lại quận 7 kêu chạy không được. Quận 7 Bình Thạnh, từ quận 7 đi Bình Thạnh 2 là không được. Lộ trình đâu mày đi? Tôi cho anh hẹn đi qua Bạch Đằng. Rồi từ quận 7 qua Tôn Đức Thắng. Mày có lộ trình Nguyễn Hữu Cảnh không mày đi? Không cần Nguyễn Hữu Cảnh. Chứ mày đi đường nào? Nguyễn Thị Minh Khai. Mày có lộ trình Nguyễn Thị Minh Khai đâu? Múa. Múa cái đồ bùi. Tôi chỉ nghĩ là chỗ như cũng khó nhất là chỗ Bạch Đằng. Lộ tôn Tôn Đức Thắng. Đâu mà lộ trình tao có Tôn Đức Thắng, Đinh Thiên Hoàng đi được đó thì mày nói đây. Thì chạy là mạnh rồi, rồi chạy trên đường đó đâu mà dễ. Đâu mà hồi kia Bình Thạnh có đố ai đi được đâu. Đâu mà gió da bắn đi dặn hạnh ra đâu. Đi mà đủ mà đi đoàn lớn không, Bạch Đằng. Con thủ, con lưu. Đủ mới cho biết nghịch đánh. Đủ mới nay mua tới Nguyễn Văn Lạc luôn. Vô tới Phan Văn Hăng đi mua luôn. Mấy cái dán thì dán trước mà đúng không? Thủ Đức đi là không được. Được. Thủ Đức đi tới Phan Văn Đồng. Có Phan Văn Đồng. Dạ, chỉ kịp mua phương Thủ Đức được luôn. Phương Thủ Đức. Phương Thủ Đức. Phương Thủ Đức. Mua đó là mua full chắc. Mày, tao nói với mày nè, ai nói vô hàng thì kệ, mày mua full người dấp. Tao nói là lộ trình của mày chỉ đi được Quang Trung, Tân Sơn thôi nha. Mày đủ mày đi qua mày dọc mình ông của lão Nguyễn Thế Sơn đây nha, về Phú Quang đây. Đập mày chạy ra. Ủa, mày phụ lão, đường hết đường một chiều qua nội, sao không chạy được? Mày với Nguyễn Thế Sơn, mày lấy mày rãi mày mua lão, mày mới qua mình Nguyễn Kiệm được chứ mày đi mà. Lại một nữa. Không phải ông đi Quang Trung đúng không? Đúng rồi. Để như vậy hả? Không phải. Mày đứa đó là đi Quang Trung Tân Sơn này á là đi lộ trình đó mới được, còn như đi lộ trình trong này là không có được. Thằng con nhóc phốt con. Ông hả? Ông xanh đi đường nào không biết nè. Mua đi được hết mà. Cái đường kia đường một chiều là không tính nha. Cái đường mà đường tại không lẽ là đường hết đường một chiều sao mà đi được, chỉ có hướng từ Phổ Quang đi xuống đó thôi. Ủa chứ một tiếng một chiều sao mà đi một tiếng đi gì nữa, một chiều đúng rồi.